Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài hộ giá, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, ghi nhớ 3 điều này, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục, giàu sang hết phần thiên hạ, tiêu tiền phủ phê. Quý vị thân mến, đời là bể khổ, sống trong xã hội cách giải quyết nhanh chóng nhất là tiền, bệnh, từ mọi thứ cũng đều phải dùng đến tiền. Ở cái tuổi này thử hỏi nếu không có tiền thì cuộc sống ra sao? Người đời cười chê, khổ nhục trăm bề, con cái đói khổ, cuộc sống bần hàn khốn khó. Ở xã hội này chẳng ai cho không ai cái gì, người ta cho mình cái gì thì mình cũng phải có thứ khác để cho họ. Ấy là cái đức mà ông cha ta đã dạy. Thế nhưng, danh tiếng, sự tôn trọng, sự kính nể từ người khác thì đều do người có tiền nắm giữ phải không ạ? Bước sang cuối năm 2023 âm lịch, liệu rằng cuộc sống người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ ra sao, công danh sự nghiệp có thuận lợi hay không, tài lộc có được thần may mắn trợ mệnh, ốm đau bệnh tật có tìm đến hay không, gia đạo ly biệt hay có tin vui mang tới, tất cả điều này sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta hãy cùng điểm qua đôi nét về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất nhé. Những người tuổi Canh Tuất mang trong mình ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Những người thuộc nạp âm này đều có khí chất hơn người, đầu óc thông minh và có sự tư duy nhanh nhạy trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, họ cũng có năng khiếu về nghệ thuật như hội họa, ca hát. So với tất cả các nạp âm thuộc hành kim thì thoa xuyến kim nhận được nhiều may mắn, cơ hội và có nhiều sự trợ giúp của quý nhân phù trợ. Chính vì thế, con đường của họ không có quá nhiều chông gai hay thử thách. Người mệnh thoa xuyến kim cũng là người sống khá nội tâm và kín đáo, họ luôn giữ chừng mực với mọi mối quan hệ, không thích tâm sự những suy nghĩ của bản thân cho người khác. Thay vào đó, họ thích đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ có những người họ tin tưởng, thân thiết thật sự thì thoa xuyến kim mới bộc bạch nỗi lòng bản thân của mình. Canh Tuất sống tình cảm nhưng cũng rất lý trí, nên đôi khi thể hiện ra bên ngoài là vẻ thờ ơ và lãnh đạm. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp cho rằng họ đang không quan tâm, nhưng ngược lại họ quan tâm một cách âm thầm và luôn mong muốn có được sự khen ngợi. Năng lượng rất dồi dào, ngoài phần tích cực còn có phần tiêu cực, tính bảo thủ, bản thân không muốn bị người khác can thiệp sâu vào công việc. Nhưng nếu có họ thường lựa chọn không chống đối lại quá mạnh mẽ, luôn xây dựng cho mình một thế giới riêng và ít bận tâm tới mọi việc xung quanh. Họ có thể tự thấy hài lòng và thỏa mãn, bởi thiên can là Canh thuộc hành kim và địa chi là Tuất thuộc hành thổ. Thổ sinh kim nên bản thân có thể cân bằng hòa nhập cùng đám đông khá tốt. Tuy nhiên, thoa xuyến kim có một nhược điểm mà cần phải khắc phục, đó là sự tự mãn và kiêu ngạo. Họ biết được bản thân có ưu điểm gì và bản thân luôn cố gắng để đạt được thành công. Do đó, nhiều khi họ luôn coi bản thân ở trên người khác, tự mãn về bản thân, nên nhiều khi họ đã vô tình vướng phải những rắc rối không hay trong công việc và các mối quan hệ trong xã hội. Hãy khắc phục nhược điểm này, bởi một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu. Bản thân giỏi, nhưng trong cuộc sống vẫn luôn luôn có người giỏi hơn mình. Về cuộc đời của tuổi Canh Tuất, thuở nhỏ họ không được may mắn, nhưng hậu vận sẽ được hưởng sung sướng, an nhàn. Gia đạo yên ấm, công danh lúc trẻ chỉ ở mức độ trung bình, từ trung vận trở đi công danh mới có triển vọng phát triển hơn. Từ tuổi 50, họ có sự nghiệp khá vững chắc, tiền bạc đầy đủ, có của ăn của để và hưởng cuộc sống sung túc. Người tuổi này con cháu sẽ phát triển về công danh sáng sủa và được hưởng phúc đức từ gia tộc. Bước sang năm 2023, tuổi Canh Tuất 1970, mệnh kim, gặp năm Quý Mão, mệnh kim là bình hòa, tốt, thiên can Canh gặp năm can Quý chủ về bình hòa, tốt, địa chi Tuất gặp Mão cũng chủ về bình hòa, tốt, vì vậy,
Năm 2023 là năm rất tốt đối với bản mệnh Canh Tuất 1970, 54 tuổi âm lịch trên mọi phương diện, vận trình vô cùng thuận lợi, cả năm no ấm, cơm lành canh ngọt, càng về cuối năm càng thuận lợi hơn. Xem sao hạn năm nay, nữ mạng Canh Tuất gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, một sao trung tính, nên cần nỗ lực nhiều thì sự nghiệp sẽ được thuận lợi hơn. Bạn cần tránh thị phi, trao đổi nói chuyện theo hướng khéo léo thì sẽ được hưởng những thành quả thu hoạch từ những nỗ lực trước đây. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, năm nay nữ mạng Canh Tuất nên giữ gìn tiền bạc cẩn thận, tránh đầu tư góp vốn gây thất thoát. Nam mạng Canh Tuất 1970, năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mạng nên rất thuận lợi, may mắn, đắc tài, đắc lộc, tài vận có lợi lộc dư giả từ bạn bè mới, quý nhân phù trợ, sự nghiệp mọi sự được hanh thông suôn sẻ. Đặc biệt theo lá số tử vi, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là con giáp vô cùng may mắn trong thời điểm cuối năm 2023 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này trở mình, nội ngược dòng ngoạn mục, không những trả sạch nợ nần, mà một số người tuổi Canh Tuất còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về ầm ầm giàu có nước kép. Sau đây sẽ là luận giải chi tiết tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, cuối năm 2023. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Dựa vào những tính toán cung mệnh trong hệ tử vi phương Đông, thầy tử vi có tiết lộ, bước vào thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, công việc của anh chị Canh Tuất làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, bù đắp lại cho những mất mát trước đó. Đây là thời điểm lý tưởng để anh chị mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư. Kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào thời gian này. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một khoảng thời gian kiếm tiền như hái, anh chị có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô, bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, trong thời gian này, tuổi Canh Tuất vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Anh chị cần hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Canh Tuất âm lịch, dưới sự hỗ trợ của các cục nhị hợp, tài lộc của anh chị trong thời điểm cuối năm này khá tốt. Có các tinh hỗ trợ, giúp Canh Tuất tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của giai đoạn đầu năm. Thời điểm này, do có thực thần xuất hiện, anh chị không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, anh chị biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, ngay trong khoảng thời gian này, người tuổi Canh Tuất sẽ có vận trình thiên tài đại phát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với khí thế ngất trời. Chẳng gì có thể cản nổi, chẳng vậy mà thời gian này được gọi là thời điểm may mắn, phát tài, phát lộc của bạn giúp cho tuổi Canh Tuất kiếm tiền chỉ trong chớp mắt. Những công việc tay trái, không phải công việc chính sẽ giúp cho anh chị phát hiện ra rằng mình còn nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa. Một điều không thể nghi ngờ chính là chính những công việc đó đem lại cho tuổi Canh Tuất nguồn thu nhập lý tưởng, tiền bạc dồi dào nhiều không kể xiết. Dù vất vả đôi chút, nhưng anh chị vốn chăm chỉ, tận tâm với những việc mình làm, nên luôn cố gắng hoàn thành thật tốt những việc thuộc trách nhiệm của mình. Cũng chính nhờ hiệu quả công việc luôn đạt mức cao, nên Canh Tuất mới nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, anh chị cũng cần phải khống chế ham muốn mua sắm của mình nhé, đừng thấy tiền kiếm được nhiều mà vung tay quá chán. Tất nhiên đó là đồng tiền do chính tay, bàn tay mình làm ra, nhưng hãy nghĩ đến những vất vả và thời gian mình mất để có được nó, mà chi tiêu sao cho hợp lý, tiền bạc đến nhưng tài khí phải tích tụ thì mới có được tài lộc dồi dào bền vững quý anh chị nhé. Về phương diện tình cảm và gia đạo. Xem tử vi cuối năm 2023 của tuổi Canh Tuất, vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, thêm nữa, đa phần đây đều là đào hoa lành, nên chuyện tình cảm, nhân duyên ngày càng tốt đẹp. Người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, tình cảm lứa đôi phát triển nhanh chóng, tới mức có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo yên vui, đây là dịp để vợ chồng hâm nóng tình cảm, hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Vì thế,
Dù khá bận rộn với công việc, nhưng hãy sắp xếp thời gian hợp lý để cả hai có dịp bên nhau nhiều hơn, sẽ chia nhiều hơn về cuộc sống, tình cảm cứ thế thăng hoa. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi cho thấy, thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, có thiên nguyệt chủ ốm đau, bệnh cũ tái phát ảnh hưởng. Tuổi Canh Tuất cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Một số chứng bệnh dễ tái phát nhất liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp như đau dạ dày, viêm phế quản, viêm phổi nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng để củng cố và tăng cường sức khỏe. Bản mệnh nên lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh mùa đông, cụ thể nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như cung cấp nhiệt lượng đầy đủ. Bởi theo đông y, vào mùa lạnh nên tàng tinh, dưỡng âm, tiềm dương, cho nên đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ giúp kiện cường thân thể, tăng sức đề kháng và khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, khi đã bắt tay vào công việc hoặc khi phải xuất hành đi xa, bạn cần phải tập trung chú ý, giữ đầu óc luôn tỉnh táo, chấp hành luật an toàn giao thông để hạn chế vướng phải những tai nạn bất ngờ đáng tiếc. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. 1. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ nay tới cuối tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Canh Tuất âm lịch, ảnh hưởng của dịch Mã, nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi, thời gian này dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở. Khi bản thân phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, cũng là lúc tuổi Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn, không những thế, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào, bạn có thể để mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy, bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có chút thời gian dành bản mệnh lại có cảm giác cô đơn, sự lo lắng, không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình, khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Quý nhân, tị, thìn, tiểu nhân, tuất, mùi, màu sắc may mắn, nâu, ghi, xám, con số may mắn, 33, 16, 69. 2. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Tuất sẽ lâm vào cục diện tương hình thái tuế, nên vận trình gặp nhiều sóng gió, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bản mệnh có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn, đến từ đồng nghiệp và cấp trên, dù vậy cũng không nên quá bi quan, bởi thất bại là mẹ thành công, chỉ cần bản mệnh sức bền chí lớn, luôn cố gắng nỗ lực hết mình thì sẽ có thể xoay chuyển được tình hình, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tình hình tài chính cũng khó có sự phát triển tích cực trong tháng này, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch để tăng thu nhập đón Tết của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Tháng này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút, do tháng này có nguyệt lệnh lâm suy tác động, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Về phương diện tình cảm, gia đạo của Canh Tuất khởi sắc mạnh mẽ, trong tháng cuối cùng của năm này, được đào hoa tinh chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, tình cảm thăng hoa và êm ấm, cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, đón Tết an vui. Quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, con số may mắn, 12, 93, 14. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tuất 1970 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới,
Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Canh Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Canh Tuất, đồng thời ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Canh Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Canh Tý 1960, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Mậu Dần 1998, khá, Kỷ Mão 1999, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Nhâm Tý 1972, trung bình, Nhâm Ngọ 2002, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Hợi 1971, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Tân Tỵ 2001, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá. Bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình.
Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm sấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Hóa giải theo phong thủy phi tinh cho tuổi Canh Tuất cuối năm 2023. Xem tổng thể vận trình tử vi cuối năm 2023 của tuổi Canh Tuất, con giáp này không gặp phải nhiều biến động lớn trong cuộc sống. Vận trình bình ổn, nhưng khó thăng hoa, mọi thứ bạn muốn có thì đều phải chủ động nắm giữ, không thể dựa vào ai. Công việc ổn định, tài lộc có phần tăng tiến, song gia đạo cũng có nhiều điểm không như ý, sức khỏe không được tốt lắm, người thân cũng dễ đau yếu, cần lưu ý để chăm sóc sức khỏe cả gia đình. Theo phong thủy phi tinh 2023, người tuổi này nếu muốn vượng vận quý nhân, tình cảm gia đạo như ý thì cần phải lưu ý đến góc Tây Nam trong nhà. Ngoài việc dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc ở khu vực này, gia chủ cũng cần phải chú ý giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, đồng thời trang trí bằng những vật phẩm phong thủy vượng duyên như long phụng phong thủy, dây cát tường, hoa mẫu đơn. Trong nhà cũng nên bày trí đồ vật có đôi có cặp, nhất là những cặp đôi đã kết hôn càng phải lưu ý đến điều này, nó thể hiện cho sự song hành viên mãn của hai vợ chồng. Trong năm Quý Mão này, nhị hắc hung tinh hay còn gọi là bệnh phủ tinh chủ về bệnh tật, thương vong nhập vào cung chính nam. Vì thế mà đây cũng là một trong những phương vị mà gia chủ cần đặc biệt lưu ý để giữ sức khỏe cho tốt. Nếu chỗ ngồi, giường ngủ của gia đình mà nằm ở góc chính nam trong nhà thì tốt nhất nên bố trí sắp xếp lại vị trí thuận chiều phong thủy hơn. Để tránh họa bệnh tật tai ương, gia chủ cũng cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thêm sức khỏe. Đặc biệt vào dịp cuối năm, gia chủ cũng có thể lựa chọn cây phong thủy hợp mệnh với mình. Người tuổi Canh Tuất theo phong thủy sẽ thuộc mệnh mộc. Theo quy luật tương sinh, tương khắc với người tuổi này thì màu sắc hợp sẽ là những màu thuộc hành thủy và hành mộc như màu nâu, xanh nước biển, xám, đen. Chính vì thế, màu cây trồng được chọn trồng cũng nên có màu sắc chủ đạo, là những màu này thì sẽ mang lại may mắn, tài lộc gia đạo an khang, sức khỏe dẻo dai cho gia chủ. Cây hợp tuổi Canh Tuất, cây bạch mã hoàng tử, cây ngọc ngân, cây cung điện vàng, cây lan ý, cây kim ngân, cây kim tiền, cây hạnh phúc, mách nhỏ. Quý vị chọn cây hợp tuổi Canh Tuất nên chọn những cây có màu sắc chủ đạo là màu trắng sáng,
sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn. Tiếp theo là ba bí mật chưa từng tiết lộ về người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Điều bí mật thứ nhất, đề phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh, tránh ngoan cố, bảo thủ, nên lắng nghe ý kiến của người khác. Khi kết bạn phải có thời gian kiểm nghiệm, quan sát, tránh vội vã sẽ mang vạ vào thân, tránh sĩ diện khi làm việc sai sót, lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Điều bí mật thứ hai, nhìn chung người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được. Song không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách, nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Điều bí mật thứ ba, nhìn chung người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được. Song không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách, nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới người tuổi Canh Tuất sẽ có cả thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Canh Tuất dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 dựa theo can chi ngũ hành. Tuổi Tuất với tuổi Tý, hai tuổi này khi hợp tác làm ăn sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều. Tuổi Tý giỏi phân tích, mưu lược, còn tuổi Tuất lại hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Chỉ cần cả hai có mục tiêu chí hướng chung thì sẽ sớm đạt được thành quả tốt đẹp. Tuổi Tuất với tuổi Sửu, hai con giáp này chỉ nên hợp tác ở những lĩnh vực cả hai có sự am hiểu và có kiến thức tốt. Sự chắc chắn của tuổi Sửu và cẩn trọng của tuổi Tuất sẽ khiến họ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội tốt nếu tham gia vào những lĩnh vực mới. Tuổi Tuất với tuổi Dần, thuộc nhóm tam hợp, tuổi Tuất và Dần không chỉ là những đối tác làm ăn tin cậy của nhau mà họ còn có thể trở thành tri kỷ trong cuộc sống. Sự hợp tác của Dần và Tuất sẽ mang lại thắng lợi lớn. Tuổi Tuất với tuổi Mão, Tuất và Mão nếu làm ăn kinh doanh với nhau thì có tài lộc, công việc thăng tiến, ăn nên làm ra và thu về lợi nhuận lớn. Tuy vậy cả hai không được chủ quan, nếu không cũng dễ mắc phải sai lầm. Tuổi Tuất với tuổi Thìn, hai con giáp này nếu hợp tác làm ăn với nhau thì dễ bị sao nhãng, lạc hướng, đặc biệt là sự phóng khoáng và cả thèm chóng chán của người tuổi Thìn. Nếu cả hai có thể phát huy được ưu điểm của nhau thì sự kết hợp này mới mang lại hiệu quả. Tuổi Tuất với tuổi Tỵ, hai tuổi Tuất và Tỵ có nhiều điểm bù trừ lẫn nhau, sự thông minh của Tỵ sẽ giúp cho họ đến được đích nhanh hơn, làm việc sáng tạo và năng suất hơn, cả hai sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của đối phương. Tuổi Tuất với tuổi Ngọ, sự hợp tác này mang tới nhiều lợi ích cho cả hai, Ngọ không ngại thử thách, luôn tiên phong dẫn đầu, tuổi Tuất kỷ luật và nghiêm túc, họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau chinh phục hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tuổi Tuất với tuổi Mùi, để công việc làm ăn được trơn tru thuận lợi thì trước tiên tuổi Mùi và Tuất cần phải có sự thấu hiểu lẫn nhau và làm sao để phát huy được tối đa điểm mạnh của nhau, nếu không thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tuổi Tuất với tuổi Thân, hai tuổi này có chung ưu điểm là rất kiên trì và nghiêm túc trong công việc. Nếu có chung mục tiêu thì họ sẽ nhanh chóng gặt hái được những kết quả đầu tiên. Đây là đòn bẩy để họ nỗ lực hơn trong những chặng đường tiếp theo. Tuổi Tuất với tuổi Dậu, cặp đôi con giáp này nếu hợp tác làm ăn thì ban đầu sẽ có khó khăn cản trở, đòi hỏi cả hai cần bình tĩnh giải quyết và đồng hành với nhau để vượt qua, nếu không thì sẽ dễ tan rã. Tuổi Tuất với tuổi Tuất, hai người đồng tuổi Tuất dễ dàng hợp tác làm ăn với nhau vì họ có nhiều điểm chung về mặt tính cách lẫn mục tiêu, ban đầu kết quả đến sẽ chậm nhưng sẽ đạt được thành quả vững chắc về sau. Tuổi Tuất với tuổi Hợi, cặp đôi này có sự kiên trì và tích cực, dù gặp khó khăn họ vẫn tràn đầy năng lượng chiến đấu, hết mình trong công việc. Sự hợp tác của Tuất và Hợi sẽ mang tới nhiều lợi ích, họ cũng sẽ gặt hái được những thành quả như mong đợi. Kính thưa quý vị thân mến, đời người ai cũng trải qua những lúc long đong, lận đận, có vui, có buồn và có cả sự thăng trầm. Đời người chính là như thế, là một quá trình tu luyện, từ non nớt đến thành thục. Vậy đời người cần tu luyện trở thành người như thế nào? Có 5 loại cảnh giới cao khó đạt được trong cuộc đời, nhưng nếu có thể đạt được những cảnh giới này thì bạn sẽ sống hạnh phúc, thong dong tự tại và thản đãng vô cùng. 1. Tinh mà không loạn là một loại tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn nhất định phải là người có tĩnh khí, gặp đại sự mà không loạn, gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen.
thường hẳn là một loại bình tĩnh, một loại cảnh giới cao của thái độ xử thế. Đây cũng là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt. Khi có việc lớn xảy đến, không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm, đứng trước một việc. Người có tĩnh khí gặp nguy mà không loạn, sẽ tự có thể sản sinh ra trí huệ mà hóa giải khó khăn. Người loạn khí đứng trước một việc lớn, sẽ chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm hỏng việc. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng, ý nói trong tay mà có lương thực rồi, thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực, vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng, thông thái, thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt, rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tĩnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn. 2. Đau mà không than là một loại kiên cường. Con đại bàng đau liền cất tiếng kêu thảm thiết, như thế nó sẽ mất đi khả năng vật lộn trên trời cao. Con thỏ đau liền dừng lại kêu gào, như thế rất có thể nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành cho kẻ thù của nó. Cho nên, hễ đau mà than vãn, thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện. Quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay, đau chính là nền tảng của thành công. Đau mà không than chính là không trốn tránh mà dám đối mặt với nỗi đau buồn, niềm đau thương và sự đau đớn của bản thân. Muốn làm được đau mà không than, chúng ta cần tôi luyện được sự kiên cường, chúng ta cần có trí huệ để chống đỡ lại những sóng gió trên đường đời. Kỳ thực, đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ. Nó cho chúng ta một tín nhiệm, sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ đến. 3. Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng vô tư thản đãng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt, ưu sầu. Đôi khi một nụ cười có thể làm tiêu tan ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong thế gian, có lẽ nở một nụ cười là động tác đơn giản nhất, nhưng lại hoàn mỹ nhất. Đời người có những lúc chúng ta phải đối mặt với những lời giễu cợt của người khác. Cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Khi ấy, nếu chúng ta cứ nhất quyết phải giải thích, tranh biện với họ, thì chỉ càng đẩy họ sang phía đối lập với chúng ta. Cái tâm của chúng ta cũng sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Lúc này chi bằng chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu, nhân sinh mãi cứ oán giận chi bằng tĩnh hạ tâm xuống suy nghĩ sâu xa, thời gian như nước chảy sẽ cuốn trôi tất cả những điều không hay trong cuộc đời. 4. Mê mà không lạc là một loại trí tuệ. Một người chỉ có thể mê mà không bị lạc mất khi đã tôi luyện được nội tâm cường đại. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, ai nhi bất thương, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ, chúng ta có thể buồn bã, đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau chúng ta cũng đừng quên rằng, luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả, chỉ cần giữ vững thiện lương trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất. Người có thể coi nhẹ những được mất trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát họ mới có thể không bị mê mờ. Người có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định cũng có thể làm được điều này, bởi vì họ đã có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử vô thường, nhân duyên đời người. Trái lại, người không có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định, hễ gặp chuyện là suy sụp và thống khổ, có đôi khi sự ảnh hưởng vô cùng lớn của ngoại giới, sẽ khiến chúng ta bị lạc mất cảm xúc, không tự mình khống chế được bản thân. Nhưng khi chúng ta có đủ trí tuệ và nội tâm cường mạnh, một thời gian sau chúng ta sẽ khôi phục lại được. 5. Không so đo với người khác là một loại bao dung lớn của cuộc đời. Đời không có đúng hay sai, chỉ có nhân và quả. Muốn thanh thản hãy nhớ điều này, càng sân si, càng so đo tính toán, thì con người ta sẽ càng dễ nghi ngờ mỏi mệt và không có một phút nào bình yên. Có câu chuyện ngắn như sau, có một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau, bé trai nhặt được rất nhiều đá. Bé gái có rất nhiều kẹo, bé trai muốn dùng tất cả số đá mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Nhưng bé trai lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa những viên đá còn lại cho bé gái. Tuy nhiên, bé gái vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon. Tuy nhiên, bé trai lại nằm nghĩ ngợi mãi không sao ngủ được. Cậu nghĩ rằng, liệu có phải bé gái kia cũng như mình và cất đi rất nhiều kẹo ngon? Thật ra, nếu như bạn không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không. Để có được một giấc ngủ ngon, một cuộc đời thanh thản và một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm đối đãi với người khác. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người hay sự việc giống như câu chuyện nhỏ này. Liệu chúng ta có thể thành tâm đối đãi với người khác hay không? Mặc dù biết rằng, những ngờ vực và hiểu lầm rất tổn hại đến tinh thần và thể xác của chúng ta,
Nhưng rất nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, trên thế giới này không có đúng hay sai, mà chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác, thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo đáp, mà chỉ cần bao dung, sống thật tâm, tĩnh tâm chờ đợi, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi cuối năm 2023 âm lịch của bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp anh chị và các bạn gặt hái được nhiều thành công và tài lộc vào nhà. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị hãy để lại bình luận xuống phía dưới để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Nếu thấy hay, quý anh chị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật thông tin sớm nhất từ chương trình. Kính chúc quý vị có vận trình cuối năm 2023 thành công viên mãn, đón năm mới ngập tràn niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.